Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn trở lại với Talk Chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 23 tháng 9 và nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày 24 tháng 9 năm 2021. Trước khi đi vào nội dung chi tiết thì cũng xin anh chị một chút thời gian để like kênh và share kênh đến với những người cùng quan tâm cái nội dung chứng khoán. Sau đây mình xin được đi vào cái nội dung đánh giá nhận định thị trường của ngày 23 tháng 9. Thì anh chị có thể thấy là phiên hôm nay là một phiên mà thị trường đối với HSX là bán ra anh chị nhé, đây VN Index này, VN30 này là bán ra nhé, mua vào rồi bán ra cuối phiên nhé. HNX Index thì cũng là bán ra nhé, chỉ có UP Index là mua vào thôi. Trong bốn cái chỉ số Index ở đây thì là có ba cái chỉ số màu xanh nhưng mà tăng nhẹ nhé, trừ có UP Index là tăng khá nhiều một chút. HNX Index thì là màu đỏ. Thì cái đánh giá ở đây á, là HSX mua vào, tuy nhiên là bán ra cuối phiên anh chị nhé. Mặc dù nó là màu xanh nhưng bản chất nó là một phiên bán ra. Nó tương tự như là một cái phiên phân phối của O'Neil á, nhé. Nó tương tự như là một cái phiên phân phối theo cái khái niệm của O'Neil. Chị có thể nhìn lên này. Đây là VN Index này, các anh chị nhìn này. Buổi sáng sớm này là nó mua này, xong nó kéo lên này. Xong nó lại bán ra này, mặc dù nó tăng 0,2% nhưng nó đóng ở phía nửa dưới của cái thanh này, các anh chị nhé. Thì mình nó sẽ là một giống như là một phiên phân phối ấy. Tuy nhiên ở đây thị trường nó sideways và ở phía gần như là phía gần đáy, cho nên chúng ta nghĩ là hy vọng đây nó sẽ là một cái phiên mà giúp bỏ các nhà đầu tư nhỏ lẻ anh chị nhé. VN30 thì cũng mua vào rồi cũng có bán ra cuối phiên nhé, nhưng mà khối lượng thì thấp anh chị nhé. Đây HNX Index thì cũng bán ra khối lượng khá là lớn, chỉ có UP Index thì là mua vào với khối lượng cũng tương đối thôi. Thì phiên hôm nay thị trường nói lên điều gì? Thì là hôm nay có một số cổ phiếu thì có hiện tượng tiếp tục rút bỏ, chốt lời nha anh chị nhé. Một số cổ phiếu thì test đáy và cũng khá là thành công nha. Một số cổ phiếu test khá thành công thì anh chị có thể nhìn thấy này. Trong những cái giai đoạn thị trường gần đây chúng ta vẫn nhận định là thị trường là trong một cái xu hướng lên yếu và sideways. Thì anh chị nhìn đây thì anh chị cũng sẽ thấy đúng không? Bây giờ chúng ta tạm không nhìn vào phần khối lượng, chúng ta chỉ nhìn vào phần giá nhé. Chị thấy đây nó là một xu hướng lên này, đúng không? Nó vẫn là một xu hướng lên, nó cái phiên này này. Cái này này vẫn cao, ngày 20 này vẫn cao hơn thì phiên này này đúng không, vẫn là một xu hướng lên đấy chị nhé. Vẫn trên MA20 nhé, nó vẫn trên MA20, đường MA20 là đường màu đỏ này, nếu như bên này này nó rõ hơn này. Đây vẫn trên MA20 và vẫn một xu hướng lên đấy. Thì có hai phiên rung lắc và chốt lời nhé, có thể gọi là hai phiên phân phối. Như phân phối này phân phối ở vùng đáy nhé, nguy hiểm là phân phối ở vùng đỉnh anh chị nhé, còn phân phối vùng đáy này thường là giúp bỏ của nhà đầu tư nhỏ lẻ thôi. Anh chị cũng có thể thấy tiếp này, cái phiên ngày hôm nay này đóng cửa ở cái mức gọi là đối với VN Index nhé, là mức là 1352.76 đúng không, và cái giá đóng cửa gần đây nhất anh chị thấy là cái phiên này đúng không, ngày 17 tháng 9 là 1352.64, tức là các anh chị thấy là gần như là nó vẫn đang đi lên, đỉnh hôm nay nó vẫn vượt cái đỉnh cũ đúng không ạ. Tại sao mà hôm nay anh chị hỏi lúc 2:15 mình chưa chia sẻ với anh chị cái danh sách cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ và các cái cổ phiếu kiệt vôn đúng không ạ? Thì có hai cái lý do. Thứ nhất là thị trường hôm nay rút bỏ khá là mạnh thì nó có thể là nó sẽ tiếp tục rút bỏ tiếp. Đấy là lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai là lúc bây giờ là nó 50-50, mình cũng chưa đánh giá được là cái giá đóng cửa của phiên ngày hôm nay. Thứ nhất là nó nằm ở phía trên hay phía dưới của cái thanh ba này. Nếu nằm ở phía trên thì nó sẽ tích cực hơn, là một, vì chưa xác nhận được cái giá đóng cửa này nó có cao hơn cái giá đóng cửa của cái phiên ngày hôm trước không. Thế thì nhìn ở đây thì đối với VN Index thì là cao hơn anh chị nhé. Tuy nhiên đối với VN30 thì nó lại thấp hơn một chút đấy. Phiên hôm nay là 1458.23 này, thì nó lại thấp hơn hôm trước là 1458.66. Nói chung là có thể nói là nó đang đi ngang và có thể gọi là nó đang test lại cái vùng đỉnh anh chị nhé. Có thể gọi là chỉ số Index là test lại vùng đỉnh. Đấy, cái tích cực của nó là vẫn trên đường trung bình MA20 và khá nhiều bá mà hôm nay test đáy tốt. Thì về cơ bản các cái đánh giá về thị trường chung của chúng ta là vẫn ở trong cái xu hướng sideways đi lên yếu thôi. Và cái chiến lược ở đây là vẫn nắm giữ các cái cổ phiếu dòng mạnh tích lũy tốt và mua các cổ phiếu cân bằng kiệt vôn tích lũy anh chị nhé. Đấy, có một cái chỉ số nữa là các anh chị xem cái số lượng các cái cổ phiếu tốt hiện nay nó đang như thế nào. Thì số lượng cổ phiếu tốt có một sự sụt giảm nhẹ so với ngày hôm qua anh chị nhé, là 403 cổ phiếu so với cái trung bình là 418. Tuy nhiên điểm số ở đây trung bình của các cổ phiếu tốt á, thì vẫn trên MA10 và trên MA20 thì cũng vẫn là tích cực anh chị nhé, trung lập nhưng theo hướng tích cực hơn một chút. Đấy, các cái ngành cổ phiếu mạnh này
Thì đây thấy là các anh chị thấy là hôm nay rất là nhiều dòng cổ phiếu bán ra đều gập xuống này, lên gập xuống này, gập xuống này, đúng không ạ? Dịch vụ tài chính này mạnh nhất này gập xuống. Bảo hiểm hôm nay là cơ bản đi ngang và gập một chút xíu nhé. Khai khoáng, xây dựng, vật liệu xây dựng, cao su, nước khí đốt, dầu khí banh, máy công nghiệp công nghệ, thực phẩm, bất động sản, thủy sản. Đây là những cái dòng mà có thể nói là mạnh hơn thị trường chung. Thì khi các anh chị nắm giữ các cổ phiếu thuộc cái dòng này thì nó sẽ yên tâm hơn và nó sẽ có khuynh hướng đi lên hơn anh chị nhé. Các chị nhìn này, chúng ta cũng không cần phải mua các cái cổ phiếu mạnh nhất ở phía trên này đâu, bởi vì đa phần nó chạy khá là mạnh. Chúng ta chỉ cần nắm các cổ phiếu ở cái nhóm chung chung này này đấy, thì nó sẽ là khá là ổn anh chị nhé. Thì cái này nó chỉ cho chúng ta một cái nhìn ban đầu về các cái dòng cổ phiếu thôi. Chúng ta sẽ phải làm một cái bước nữa là nhìn xem về cái tích lũy nền, cái nhóm cổ phiếu nào nó đẹp, nhóm nào nó chặt chẽ, nhóm nào cấu trúc đẹp thì nó sẽ an toàn trong cái việc nắm giữ anh chị nhé. Về các cái cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ trong phiên ngày hôm nay á, thì cơ bản là không xuất hiện cái cổ phiếu nào đẹp đấy. Và bằng những cái cổ phiếu mà kiệt vôn á, mà xuất hiện test cung 3 mà chúng ta hay nhận định về cái cơ hội tăng giá ở T3 và cho cái lợi nhuận á, thì hôm nay cũng không xuất hiện. Có một cái lý do á, là thứ nhất là mình thấy là thị trường nó rung lắc khá là mạnh, thì có khả năng nhé, nó sẽ có thể sẽ có những cái rung lắc tiếp. Đây là cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai ấy, là thực sự là không tìm được thật. Đối với cổ phiếu bùng nổ này thì có một số cổ phiếu bùng nổ nhưng gần như không có cổ phiếu nào là cho điểm mua bùng nổ trong phiên. Đa phần là nó bùng nổ và nó chạy rồi, hoặc bùng nổ ở phía dưới thì chúng ta sẽ không quan tâm. Các cổ phiếu hôm nay có một số cổ phiếu kiệt vôn và nó là no supply bar, tức là nó đang bán ra kiệt khối lượng. Nhưng mà chúng ta sẽ ưu tiên hơn ở các cổ phiếu ở những cái phiên test, tức là nó rút xuống rồi, nó rút chân lên màu xanh thì chúng ta ưu tiên như vậy anh chị nhé. Thì nói chung là hôm nay không có cái cổ phiếu nào mà chúng ta nên quan tâm, chủ yếu là liên quan đến cái việc mà chúng ta quản lý danh mục anh chị nhé. Mình tiếp theo sẽ đi phân tích với các anh chị một số cổ phiếu bùng nổ và đánh giá một số cổ phiếu theo một số các cái nhóm ngành các anh chị yêu cầu. Thì anh chị có thể thấy đây này, đây là các cổ phiếu bùng nổ trong ngày hôm nay này. Đây, breakout đúng không ạ? Có thể xem theo nhóm ngay. Đấy, đây là những cổ phiếu bùng nổ này. Cổ phiếu này bùng nổ trong nền nhé. Ví dụ như này bùng nổ trong nền, mình sẽ ưu tiên. Đây là bùng nổ chạy này, đúng không? Thế di động nó bùng điểm mua của nó đây này. Đúng không? Các anh chị xem lại những cái nhận định của các cái phiên trước, chúng ta cũng đã tìm được cái cổ phiếu thế giới di động này ở cả cái điểm này cơ. Sau khi nó rút bỏ và nó test cung, đúng không? Các anh chị thấy này. Đây cái phiên rút bỏ và test cái lực bán ra, chúng ta tìm thấy nó từ phiên này và cả phiên này nữa, đúng không ạ? Và nó chạy rất là ok nhé. TDH thì nó chạy rồi, không không phải điểm mua, chỉ có thể nắm giữ thôi. Long Hậu này thì thực ra thì có thể miễn cưỡng mua được anh chị nhé, nhưng mà nó hơi yếu. Nếu mà nó mạnh là nó phải vứt hẳn lên cái đường, cái phần giới hạn, cái phần kháng cự cũ này là cái mức 51.3 thì mình mới hài lòng với nó. Mình đánh giá nó hợp lý như thế này là nó yếu, mặc dù khối lượng như thế thì tuy nhiên là cái lực bật thì yếu. SGT thì cũng chạy nhá. Đấy, HCM hôm nay cũng có khối lượng vào nhưng mà về tăng giá thì cũng ít. Thực ra như thế này chúng ta sẽ có thể gọi nó là một cái SOS, tức là nó là một tín hiệu mạnh anh chị nhá. Khi bán ra kiệt lực bán nó cũng là tín hiệu mạnh, đúng không ạ? Và khi mua vào có khối lượng thì nó cũng là tín hiệu mạnh. Tuy nhiên là đối với các cái cổ phiếu chứng khoán này này, nó cũng đang chưa mạnh lắm, nó đang chưa mạnh lắm. Cho nên chúng ta cần phải chờ thêm thì là nó sẽ an toàn. Đây, với cổ phiếu này thì phía dưới rồi. Đấy, NH này bùng nổ phía dưới sẽ không quan tâm. TPB thì là nó điểm mua của nó đây này, đây mới điểm mua bùng nổ này chị nhé. Đấy, KLB đây, những cổ phiếu này kênh dưới chúng ta sẽ không quan tâm. EVN thì nổ như phía trên rồi, nó chạy rồi. Đó, đó các cổ phiếu bùng nổ hôm nay, không có cổ phiếu nào cho điểm mua đẹp cả anh chị nhé. Mình sẽ review theo các cái nhóm mà cổ phiếu các anh chị yêu cầu. Cái file Excel á, mình cũng chia sẻ với các anh chị như này này. Đối với một số anh chị ở trong nhóm VIP á, thì các anh chị dùng cái file Excel này này. Nếu các anh chị mà có cái ý kiến gì về cái mặt nâng cấp các cái cột á, thì mình cũng sẽ bổ sung cho anh chị nhé. Về cơ bản ở đây này, một số anh chị hỏi về cách sử dụng thì mình bổ sung cho một chút này. Đây là theo ngày này. Đấy, nó sẽ có danh sách cổ phiếu kiệt vôn này, cổ phiếu bùng nổ này, một số cổ phiếu mạnh nhất này. Anh chị nhìn thì cây của chị cũng có thể lọc ra các cổ phiếu mạnh nhất, nhưng cổ phiếu mạnh nhất bây giờ chủ yếu là các cổ phiếu chạy nước rút thôi và khả năng chạy mạnh ở phía trên. Nó vừa tăng giá, nó lại vừa có dòng tiền vào anh chị nhé.
Đấy, trên MA10, trên MA20 này, cổ phiếu kênh lên, kênh trên xu hướng lên này. Đấy. Nếu mà xuất hiện cái cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ thì mình sẽ có trong này, nhưng hiện nay hôm nay không có này. Hoặc là cổ phiếu Kiệt Vôn cho cái điểm mua mà tăng giá T cộng thì hôm nay không có, nhưng mà có một số cổ phiếu mà cũng Kiệt Vôn cũng tương đối thôi, thì anh chị có thể quan sát mấy cổ phiếu này nhé. Đó đó là về cái file Excel, anh chị có các cái nhu cầu về mặt nâng cấp thì mình có thể bổ sung cho các anh chị, bởi vì file Excel này thì dành đa phần cho những anh chị mà có cái kiến thức cũng khá là tốt rồi, các anh chị hiểu và các anh chị hoàn toàn có thể phát triển cái hệ thống của mình lên được, thì dùng cái file Excel này thì mình sẽ đối chiếu trong cái hoạt động phân tích hàng ngày của mình thì sẽ rất là tốt anh chị ạ. Về đánh giá các cái cổ phiếu theo yêu cầu thì ở đây thì đây đa phần là các cổ phiếu theo yêu cầu anh chị, thì mình sẽ cho nó copy nó lên AMI mình chạy cho nó dễ. Bằng này N này, phẩy này, N này. Đấy, về các cổ phiếu mà các anh chị quan tâm nhiều nhất và hỏi nhiều nhất này thì mình sẽ phân tích những cổ phiếu này. Đây mình sẽ copy nó bạn, copy này. Đưa cho nó vào cái nhóm 50 này đi. Hay cái nhóm nào chưa có tên nhỉ, 46 đi. 46 tại. Đấy. Mình lọc tiếp là filter này, nhiều cái nhóm 46 là các cổ phiếu anh chị quan tâm này. Tại sao mình cho vào đây là bởi vì mình cho muốn nó phân ngành và xếp cái thứ tự mạnh yếu. Đấy thì chị nhìn đây đấy. Ok, bây giờ mình sẽ xếp theo phân ngành này. Mạnh yếu này, mạnh nhất này, đúng không ạ? Xong đến cổ phiếu tốt nhất này, xong đến tăng điểm nhiều nhất này. Đó thì các cổ phiếu các chị hỏi đa phần nằm ở những cái nhóm như thế này. Thì mình sẽ lướt phân tích theo yêu cầu các anh chị nhé. Thứ nhất là nhóm bán lẻ tổng hợp này. Thì cổ phiếu di động thì là ok, nắm giữ ngon nhé, đúng không ạ? Đó, FLT này ok nhé. Đây là bùng nổ vượt nền này, sau đó khối lượng kiệt thì nó có xu khuynh hướng tích lũy thêm, nhưng thực ra cổ phiếu này vẫn trên MA10 nhé, nó vẫn là chạy đây anh chị nhé. Ok, DGW thì vẫn là một nhịp chạy nhé, khối lượng kiệt hơn rồi thì có thể nó sẽ có một cái nhịp, có thể đây gọi là một cái nhịp nền tích lũy ở đây và chạy tiếp anh chị nhé, có thể gọi như vậy nhé. Đây có thể nó sẽ thành nền, một cái nền tích lũy ở đây, ok nhé, nắm giữ thì ok. Đấy, PET thế nhá, PET cái chỉ thấy rút bỏ này, rút chân lên này, đúng không ạ? À, phiên này mua lại này, phiên này bán ra khối lượng rất thấp này thì ok, nó vẫn là tích cực thôi nhé, do bán lẻ tổng hợp là ok này. Bất động sản có HDG này ok này, vẫn ok này, bán ra khối lượng thấp không vấn đề gì. HDC ok nhé, vẫn ok nhé. Long Hậu thì thêm một tí giá nữa thì là nay là điểm mua bùng nổ, đúng không ạ? Tuy nhiên là nắm giữ thì ok. ICC ok nhé. SGS là điểm mua bùng nổ ngày hôm qua, đúng không ạ? Anh chị có thể xem lại clip ngày hôm qua. Thì hôm nay là điều chỉnh khối lượng thấp thì vẫn ok thôi, không vấn đề gì. Đấy. Nhiều khi các anh chị mua một hai cái cổ phiếu này xong các anh chị cứ hỏi han hàng ngày, chính mình còn bảo các anh chị còn chưa đủ T3 thì các anh chị hỏi làm gì, đúng không? Không giải quyết vấn đề gì cả. Tốt nhất là trong giờ giao dịch các anh chị xem từ 9 giờ đến 9 rưỡi thôi, xong đó là chúng ta tắt bảng giá đi và tạm thời quên chứng khoán đi, đến 2 giờ chúng ta quay trở lại chúng ta xem như nào, chúng ta tập trung chúng ta giao dịch. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ liên tục ở trên thị trường nó rất là mệt mỏi, mà hành động càng mệt mỏi thì hành động nó không chính xác, đúng không ạ? Thế tốt nhất là thông thường mình không bao giờ xem bảng giá, không thậm chí còn không không quan tâm đến chứng khoán trong cái khoảng thời gian từ 9 rưỡi cho đến khoảng 2 giờ kém. Đó là một số những cái kinh nghiệm cá nhân để giúp mình trong cái việc là mình kiểm soát cái lý trí của mình, cái kỷ luật về giao dịch của mình tốt hơn. Anh chị ạ, đấy thì cũng chia sẻ anh chị nắm được. Đấy, IDG này thì vẫn ngon này, cứ thế đi lên thôi. Tích mạnh thế ok anh chị nhé, nhiều anh chị cũng chưa mua cái cổ phiếu này, đây là một điểm bán ra này, test lại này, đúng không ạ? Test lại này, lại test lại này, ok, cái đấy đi lên bình thường. TDC này ok nhé, dòng bất động sản với cổ phiếu này ok đấy. KDH ok, khối lượng kiệt đây này, chuẩn bị chạy mạnh tiếp nhé. Cổ phiếu này các anh chị mua hôm nay cũng được, thực ra mua hôm nay luôn được, khối lượng rất là tốt này, đúng không ạ? Rất là đẹp. Đấy, NTL nhé, thì hôm nay nó có cái sự rũ bỏ một chút, có khối lượng có sự gia tăng. Tuy nhiên các anh chị thấy là giá đóng cửa của nó này nó vẫn ngang với ngày hôm nay này, đúng không? 34,95 này, 34,95 này, 34,95 ok nhé, vẫn chưa vấn đề gì đâu, vẫn đẹp. Đấy. Tích thì hôm nay test thấp hơn cái phiên này một chút xíu, nhưng khối lượng thấp thì cũng không vấn đề gì anh chị nhé, nó vẫn ok thôi. Các anh chị phải cho nó thời gian cho nó nghỉ ngơi, nó hoạt động, đúng không? Nó cần phải test chứ. Nhưng mà muốn nó mua cổ phiếu một cái nó chạy ngay thì cũng rất là khó, đúng không ạ? Đấy, PDR này thì là nó đang ở, nếu chúng ta coi đây là một cái khu sideways thì đây là cái khu phân phối của nó rồi, nhưng cổ phiếu này thì không nên nắm giữ.
NDN anh chị nhé, đây là một phiên bán ra này, đầu tiên là phiên này bán ra này, đây là phiên test lại này, đúng không ạ, test lại nhé, xong mua lại này, hôm nay test giúp bỏ nhé, kéo lên nhé. Cổ phiếu này thì không phải là quá đẹp nhưng nó cũng không phải là quá xấu, nếu mà nó rút chân lên thực sự mà cao hơn nữa đến đây này thì lại là tốt, hoặc là khối lượng nó thấp hơn một chút nữa thì lại là tốt. Tuy nhiên như thế này thì nó sẽ mang đến chất trung lập khá cao chị nhé, nó mang đến chất trung lập bình thường không đề gì cả. PVI này này đúng không, các anh chị nhìn đúng xem lại cách đây clip 2 hôm gì đấy đúng không, cho điểm đây điểm mua bùng nổ vượt nền đúng không ạ, sau đang chạy luôn đúng không ạ, ok nhé. TV2 đây chị thấy là đây là một phiên rút bỏ này, các chị nhìn cả cái khu vực sideways này nhé, đây có phải là cái phiên đây có phải là đáy không, đây có phải là một cái đáy, đây có phải là một cái đáy ngắn hạn không đúng không ạ, đây là một phiên test cung ba đúng không, nó rút xuống không có lại kéo lên, hôm nay bán ra thì khối lượng thấp thì vẫn tích cực anh chị nhé, vẫn không vấn đề gì, ok nhé, vẫn ok. ITD này thì ok nhé, nắm giữ đi lên nhé. Ở CMG ok nhé, nắm giữ đi lên nhé, không cần phải suy nghĩ gì nhiều đúng không ạ, cứ thế nó lên thôi. BMI này thế này ok nhé, nắm giữ đi lên thôi, không là gì. Mic định thế này, nắm giữ đi lên thôi, không phải suy nghĩ nhé, nói chung cổ phiếu bảo hiểm thì khá là mạnh. Big như này cũng thế này, gọi là đây là nó một uptrend thôi nhưng mà không sao cả, anh chị nhé, vẫn lên được. Đấy, HBS của chứng khoán này đi lên này, đấy. PSI này ok này đi lên này. HCM này là bùng nổ nhá. Nó là tín hiệu SOS nhá. Mấy cái phiên cạn khối lượng này cũng là SOS nhá, thì nó đang là tín hiệu mạnh tốt nhá. Nhưng mà nếu mà dòng chứng khoán này mà thực sự mà nó mạnh nhá là phải có khi phải phải xuất hiện một hai cổ phiếu mà nó vượt nền nó chạy cơ thì nó sẽ dẫn sóng và nó sẽ dẫn được cái nhóm cổ phiếu chứng khoán còn lại thì sẽ là tốt, nhưng mà dòng chứng khoán hiện nay là dòng tiền nó chưa vào mạnh nên chúng ta nên chờ thêm nhé, còn giữ cổ phiếu này thì vẫn ok. VND thế nhé, cũng ok chị nhé, không vấn đề gì nhé. SHS này này, SHS này thì hồi đầu nó có vẻ nó mạnh hơn so với các cổ phiếu trong cái nhóm chứng khoán nhưng hiện nay thì nó yếu hơn một chút, tuy nhiên là nó cũng chưa vấn đề gì đâu anh chị nhé, khối lượng nó cũng khá là kiệt, chả vấn đề gì đâu. SHI này thế này ok nhé, khối lượng rất là kiệt đúng không anh chị, khối lượng rất là kiệt ở trong nền, rất là thấp luôn đó, thì ok thôi. DCM ok nhé, khối lượng kiệt này trong nền, DPM kiệt khối lượng trong nền, không vấn đề gì nhé. À, anh chị bảo mình có chia sẻ với các anh chị á, nếu mà cổ phiếu mà bùng nổ vượt nền rồi á thì nếu khi nó rơi ra khỏi MA10 thì chúng ta nên bán, chúng ta nên bán không phải là cổ phiếu chắc chắn nó rơi, chúng ta nên bán để cho nó an toàn, bởi vì khi thủng MA10 hoặc là cổ phiếu nếu cổ phiếu trên nền mà thủng MA10 hoặc cổ phiếu chạy ở trong nền mà thủng MA20 rơi xuống á, thì nó sẽ có khuynh hướng là nó sẽ tích lũy lại thì chúng ta sẽ mất thời gian, do vậy nếu bán là phải bán rất nhanh, ví dụ các anh chị thấy cổ phiếu như này nó thủng MA20 cái này chúng ta phải bán ngay, ví dụ mình bán cổ phiếu này là mình sẽ bán rất nhanh đúng không ạ, mình bán rất nhanh phiên này này, nhưng nếu sau này mình thấy là nó không còn lực bán ra nữa mà nó cân bằng đúng không, nó test lại cái vùng hỗ trợ này mà ngon thì lúc này chúng ta lại mua lại sau, hoặc là nếu anh chị chẳng may mà không bán kịp thì các anh chị nếu đã xác định mà chúng ta giữ ở trong nền á, có hai trạng thái nhé, một là chúng ta bán rất nhanh không cho nó tích lũy, không cho nó tái phân phối hoặc phân phối đúng không ạ, cách thứ hai là các anh chị nếu mà cổ phiếu ở trong nền này này thì ok thì nắm giữ, thì vậy thì nếu mà chơi theo kiểu trong nền thì nó sẽ là trong nền hẳn đúng không ạ, chứ anh chị cứ suốt ngày các anh chị hỏi là thế MA20 xong lại trong nền hay ngoài nền thì nó sẽ khó nhé. Nếu cổ phiếu mà các anh chị xác định ấy, là bán rất nhanh, thông thường nếu mình bán là mình bán rất nhanh, phạm vi phạm là mình bán ngay nhé, cho nên khi mình bán ngay mà bán rất dứt khoát thì mình sẽ không gặp cái tình huống như các bạn là đang loay hoay hỏi rằng là hiện nay là MA20 với thế MA10 thế nào đúng không ạ, còn tất nhiên là nếu các bạn không bán thì các bạn có thể hoàn toàn dùng cái vùng hỗ trợ này này, dùng cái nền này để các bạn cắt lỗ thì cũng không sao cả anh chị nhé. Nhưng mà trong một số tình huống á, nếu bản thân cái móc của cái nền này, cái hộp này này, các anh chị nhìn thấy ví dụ cái hộp đây này nó là 12% này đấy, thì nếu mà cái móc này nó quá lớn á, thì anh chị sẽ bị thương đau ở trong khu vực này này, tất nhiên cổ phiếu đấy thì có thể nó sẽ không chết mà nó sẽ test ở trong các cái điểm trong này này đúng không, thậm chí nó đập cả xuống đến tận mức này này, ví dụ cổ phiếu này, này kể cả DPM này nhé, nó về tận cái giá 33,9 đây này, ngang với cái này này, thậm chí nó về 33,5, cổ phiếu này cũng chưa chắc nó chết được, vẫn có thể lên được tiếp đúng không ạ,
Do vậy là nếu các anh chị xác định bán là phải bán rất nhanh. Ví dụ nếu mà thấy nó bùng nổ chạy phát mà rơi phát là bán rất nhanh, bán quyết liệt. Còn nếu không có xác định là tôi sẽ giữ ở trong cái nền thì mình sẽ đánh ở giữ trong nền. Chứ hôm nay các anh chị xác định là cách đánh trong nền, xong ngày mai các anh chị dùng A20, xong các anh dùng A20, xong các anh chị hỏi trong nền, thế thì nó rất là nhàn nhé. Thì chỉ có hai mốc thôi, một là đánh sử dụng A10 và A20, đánh nó trước khi mà nó phân phối hoặc trước khi tái tích lũy, hoặc là nếu đánh trong nền thì các anh chị phải chờ trong nền. Đó là hai cách như thế cho đỡ bị lẫn. Đấy, BFC này các anh chị thấy là như này là phải bán quyết liệt này, các anh chị thấy đúng không? Đấy nhá, đây là cái vùng này là cái vùng sideways nhá. Ví dụ như phiên này này. Đến phiên này thì vẫn ok này. Nếu anh chị nào mà đánh trong nền đúng không? Phiên này ok này. Nhưng phiên này thủng là phải bán quyết liệt. Đúng không? Đấy, hiện nay nó đang như này này, đã bán là phải bán ngay phiên này. Còn sau này nó ok nó quay lại chúng ta lại mua sau. Đúng không ạ? Còn mà chúng ta thấy mà rõ ràng chúng ta sai cái nguyên tắc của chúng ta rồi mà chúng ta cứ cố giữ cái sai đấy thì là cái sai nó sẽ đi rất là xa nha anh chị nhé. Và cái việc sai đấy nó sẽ kéo theo rất là nhiều những cái sai khác, và thậm chí có thể các anh chị sẽ phải ân hận trong cái hoạt động giao dịch của mình đó. Cho nên là cái nguyên tắc mà mình đưa ra là mình phải thực hiện một cách nghiêm chỉnh. SFG này, khối lượng kiệt này trong nền nhé, ok không thế gì cả. Lát này vẫn ok nhá, lát này vẫn không vấn đề gì đâu anh chị. Đây là cái nền, cái phiên này này nhá, là một phiên bán ra này, phiên này test lại phiên đấy thì chưa vấn đề gì. Đấy, PLP này các chị thấy xong một nhịp chạy nước rút thì bắt đầu uptrend rồi này. Uptrend này thì có thể là chưa vấn đề gì, nếu ngày mai nó tiếp tục bán ra khối lượng lớn thì nó sẽ rơi. Còn đâu đó nếu nó không bán ra khối lượng lớn thì có thể nó vẫn có thể hồi được. CSV thế nhá, CSV là các chị thấy nó tăng từ giá 30 lên 65 đúng không? Nó chạy nước rút cả một cái đoạn như thế này rồi. Đúng không ạ? Thì hôm nay anh nào chị nào mà có thể bán luôn là đẹp nhất nhá, nó đảo chiều phát nó sàn bán luôn là đẹp nhất. DGC lại thế này nhá, bán ngay luôn là cũng là đẹp nhất anh chị nhé, hoặc là chờ ngày mai là bán tiếp thì bán, đúng không ạ? Thông thường cổ phiếu mà chạy á, có một uptrend cộng một phiên bán ra khối lượng lớn thì sẽ là nguy hiểm. Tuy nhiên hôm nay là một phiên uptrend khối lượng rất lớn đây này anh chị nhé, nay chốt lời được rồi nhá, kể cả CSV cả DGC. PLC vẫn ok nhá, DRI này ok này, các anh chị thấy phiên này là phiên rũ rất là mạnh tốt này, các chị thấy đúng không? Rũ thủng dẫn dưới này không là lại kéo lên đúng không? Xong mua lại này, hôm nay test lại hôm 21/9 và rất là ok nhé. LTG này cũng ok nhé, khối lượng đang kiệt rồi. Đấy, cổ phiếu than, mấy bạn hỏi cổ phiếu than thì từng bọn độ TC6 này nó đang chạy nhá, nó chạy không chạy nước rút xong nó chạy luôn tiếp đúng không ạ? Thì cổ phiếu như thế này này thì nếu anh chị mà tham gia những cái đoạn dưới này thì chúng phải rất cẩn thận, bởi vì đây không phải là một cái chạm nghỉ của nó vẫn là một cái điểm chạy chị nhé, nó vẫn là một điểm chạy. Còn khi mua cổ phiếu á, thì chúng ta nên mua ở những cái điểm nền chạm nghỉ thì nó là tốt nhất. Còn nếu chúng ta cứ đuổi bắt thì có thể sẽ vẫn có thể có những cái lợi nhuận của 20-30%, nhưng nếu chẳng may đổi chiều thì chúng ta cũng sẽ lỗ khoảng 15-20%, thì nó sẽ rất rủi ro. Vậy là cũng theo mình thấy là như này thì cũng hạn chế thôi nhé, vẫn có khả năng lên nhưng mà hạn chế giao dịch kiểu đấy. NVC cũng thế nhé, mấy cổ phiếu này giống nhau. TVD cũng thế nhé, cái khu vực này hoàn toàn nó có thể là một cái khu vực tạo đỉnh và hoàn toàn nó có thể là một cái khu vực chạm nghỉ, nó chạy tiếp đó. Mấy cổ phiếu thai đều giống nhau nhé, khí đốt này, đội gác cái gác này thì nó đang ở trong cái vùng nền thôi chị nhé, nó vẫn đang hoạt động trong nền này, khối lượng có sự gia tăng một chút này. Nói chung là nên chờ. Mấy cổ phiếu gì đây nhỉ? Quần áo phụ kiện đúng không ạ? Phụ kiện của TDT này. TDT thì nó hơi mô hình hơi lỏng, khối lượng hơi lớn thì không ưu tiên nhé, không ưu tiên mua cổ phiếu này. PNG thì nó vẫn còn phía dưới anh chị nhé, khối lượng có kiệt hơn rồi, vẫn phía dưới. Và nó có rất nhiều các cái vùng kháng cự ở phía trên này, chúng ta chưa quan sát cổ phiếu này, tạm thời bỏ cái thằng PNG này đi, quên nó đi. Đấy, cổ phiếu ADS này thì ok nhé, đang trong nền nhé, kiệt vốn nhé. MLH này cũng kiệt vốn trong nền nhé, ok đấy. Những cổ phiếu này mà có cơ hội dòng tiền vào phát là chạy rất nhanh. TCM thì nó phía dưới này thì bỏ qua. VGT nhé, VGT các chị thấy hôm nay là một cái phiên test này. Thủng, đó là chúng ta thấy nó thủng cái này, đúng không ạ? Thủng cái phiên này. Tuy nhiên khối lượng nó lại không quá cao cho nên nó không phải quá đáng ngại. Nhưng mà nếu mà mình nói rồi, nếu mà các anh chị xác định VGT này thì các anh chị chạy khi nó thủng MA20 ấy, là các anh chị phải chạy ở phiên này rồi. Cái phiên 21/9 này là các anh chị phải chạy rồi bởi vì nó thủng MA20 mà. Còn nếu anh chị không chạy gì
Là cái chị đánh trong cái khu vực nền này đúng không ạ? Cái nền này đang quá rộng nên nó là 20% là hơi rộng đấy. Nhưng thông thường thì mình sẽ vẽ những cái vùng nền nó chỉ có khoảng 15% thôi nhé. Thì nếu mà vùng như thế này là 10% này thì hôm nay nó là một phiên rũ khối lượng không cao nhưng nó thủng cái vùng hỗ trợ cũ, thì chúng ta nên theo dõi ngày mai. Nếu hôm nay nó là một cái phiên rũ bỏ mà ngày mai nó quay lại tốt thì nó lại là tích cực anh chị nhé, bởi vì chứng tỏ hôm nay nó đã rũ bỏ hết nhỏ lẻ rồi đó. TNG thế nhá, TNG nếu mà bán khi sử dụng MA 20 bán hoặc MA 10 là chúng ta phải bán được phiên này rồi. Còn nếu các anh chị ở đây mà xác định các anh chị chưa bán á, là các anh chị sẽ đánh ở trong cái khu vực nền này nhé. TVC thì vẫn chạy bình thường. Đấy, QNS chạy bình thường nhé. Masan thì đang hình thành một cái khu vực nền như này. Khối lượng kiệt đây này, khối lượng kiệt. Với các bạn nó vẫn chạy thôi, ok, không vấn đề gì. VSE thì cổ phiếu kênh dưới nhé. Theo mình thấy nó đang tạo thành một cái hình thành cái khu hồi phục cái thôi. Nhưng mà khối lượng vào thì lại có áp rớt ngay, thì những cổ phiếu như này thì cũng không ưu tiên. Đấy, DBC này, đây là một kẻ áp rớt này. Rút chân lên này, mua vào nhẹ này, bán ra hơi lớn, thì cổ phiếu này chúng ta cũng theo dõi nhé, quan sát thôi. Nhìn về phần trên này thì nó vẫn ok, chưa vấn đề gì lắm. Nhưng chúng ta cần quan sát hơn, kỹ hơn, bởi vì cái mấy cái thanh ba ở đây của nó thì có đầu đuôi nó hơi dài. Đấy, đội dầu khí này thì nó vẫn là loanh quanh ở trong nền thôi nhé, chưa có. Nếu anh chị đánh thì chủ yếu là đánh trong nền thôi đúng không ạ? Thì các anh chị mua thì mua, các anh chị muốn đánh trong nền thì các anh chị phải mua gần dưới phía đáy này và bán mua ở phần dưới gần phần hỗ trợ này và bán ở phía gần kháng cự này thì chúng ta mới có lợi được thế này. Chứ các anh chị mua chung chiêng đây nó rút cho hai phát thì lại chạy mất dép đúng không ạ? Đấy thì những cái việc oi lại thế này. Đối với thép nhá thì là có thằng hoa sen thì vẫn chạy nhá, đây là bùng nổ vấn đề này vẫn chạy đều đúng không ạ, không vấn đề gì. TLH thì hôm nay thủng MA10, MA10 rồi thì khối lượng thấp như này thì khả năng nó sẽ tích lũy lại nhá. TBN khối lượng thấp rồi anh chị nhá. Đấy, PVD cũng thế nhá, nói chung dòng dầu khí này thì nó giống nhau. PVC này, PVC thì cũng đây là cái vùng kháng cự của nó này nhá, mặc dù nó đang hình thành một cái xu hướng rồi nhưng nó có cái vùng kháng cự khá dày ở 12. PVS thế nhá, PVS cũng đang hình thành một cái vùng hiện thành một cái đoạn trend rồi nhá, một trend đi lên, trend hồi phục rồi nhưng mà đang vùng cái còn cái kháng cự lớn ở 30 này. Đấy, BTS thì vẫn chạy được nhá, hôm này thì vẫn chạy được nhé, không phải đẹp lắm về mặt khối lượng đâu nhưng nó vẫn lên được đấy. VTB này, này ok nhá, VTB thì đây bùng nổ vấn đề thì vẫn ok, nên bán ra khối lượng thấp thì vẫn ok. VCS để mua ngày hôm qua đúng không, hôm nay là rũ bỏ kéo lên như này thì không vấn đề gì đâu. VCC nhá thì hôm nay thủng MA10 một chút, đóng cửa dưới MA10 một chút thì chúng ta theo dõi thêm chị nhé, phiên này test thủng cả phiên này này thì khối lượng thấp hơn và thủng MA10 chúng ta cần quan sát. HT1 nhé, HT1 thì nó đang tích lũy lại chị nhé, tích lũy lại đây chờ khối lượng kiệt thì tham gia sao. Đấy, PVP nhé, thì PV này vùng nền này anh chị thấy là nó hiện nay nhé, hiện nay nó đang dao động ở phía 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 khả phía 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 kháng cự của cái vùng sideways này nhé. Đấy, các cái phiên bán ra là rút chân lên này, để bán ra rút chân lên này, hôm nay bán ra rút chân lên này, hôm nay nhưng phiên hôm nay lại không rút chân lên được mấy, hôm nay hơi yếu nhá anh chị nhé, hôm nay là nó không rút chân lên được mấy đâu, nó đóng vào chưa được 50% dưới thì chúng ta cũng cần theo dõi kỹ hơn cổ phiếu này nhé. CDN nhé, CDN thì không ưu tiên nhé, cổ phiếu này đồ thị không đẹp thì được cái kiệt vôn thôi. Vận tải biển nhé, PVT nhé, PVT thì hôm nay test lại cái vùng hỗ trợ rồi thì chúng ta cần quan sát thêm nhé. Nhìn nó test khối lượng thấp như thế này mà nó hết thì đương nhiên là nó sẽ lại lên được thôi. Đấy, SWC cũng thế nhé, khối lượng kiệt dần đấy này, đấy cũng là cơ hội đấy. VSP thế nhé, lên này, vấn đề này cũng xuống thủng, nếu mà bán là phải bán nhanh ở phía này này, này. Thủng MA20 là bán ngay, còn nếu không là cái chị xác định là cái chị đánh ở trong nền này luôn đúng không ạ? Cổ phiếu này rơi khỏi MA10 rồi thì khả năng sẽ mất thời gian tích lũy. DPG thì đang chạy, chuẩn bị chạy nước rút nhá. Đấy, hút này thì ok nhé, không vấn đề gì. VCE ok nhé, C3 ok nhé, C7 ok nhé.
Đấy, SSC thì hôm qua để mua bùng nổ, hôm nay bán ra một chút xíu, khối lượng thấp, không vấn đề gì đâu. Đúng không? Cổ phiếu này ok nhé. Tích lũy thêm. IDC thì đang chạy rồi, cái nắm giữ thôi. Đấy, C4G này thế nhé. Không vấn đề gì đâu. Ok. PC1 anh chị thấy này, đây là một phiên bán ra rút chân lên này. Đúng không? Đây mua vàng này. Hôm nay bán ra khối lượng thấp cũng chả vấn đề gì. PC1 này các bạn cứ hỏi mãi nhưng thực ra nó không vấn đề gì đâu. Ok nhé, thì anh chị em mà có cái cổ phiếu nào mà quan tâm á thì vui lòng comment ở phía dưới cái YouTube á, cái video YouTube của ngày hôm nay á, thì mình sẽ làm các cái video giải đáp trong ngày mai, hoặc là có những câu hỏi nào thì vui lòng gõ vào phần comment á, thì mình sẽ giải đáp sớm nhất có thể anh chị nhé. À, mình cũng hy vọng là các cái thông tin ở đây thì cũng giúp ích cho anh chị phần nào trong cái hoạt động đầu tư chứng khoán của mình. À, thì các anh chị để nhận các cái bản tin sớm nhất thì các anh chị vui lòng subscribe kênh cũng như nhấn nút quả chuông để nhận các cái bản tin mới nhất. Ok, cảm ơn các anh chị, chúc các anh chị đầu tư thành công và may mắn.